chào tất cả bạn, thì hôm nay thì mình đang ở cái cửa hàng bánh nhé bạn. Thì bây giờ mình sẽ mua cái bánh mochi, một lát mình sẽ ra ngoài kia mình ăn luôn. Thì đây là cái bánh mochi đây. Cái này có giá là 236 yên này, cái giá khoảng là 45 ngàn tiền Việt. Mình sẽ lấy cái này và mình sẽ lấy thêm một vài cái khác nữa. Đó, phía sang này lấy thêm cái bánh, mình sẽ lấy thêm cái bánh xanh này, nãy mình thấy rất là ngon này, chắc là rất ngon này, cái bánh xanh này nữa. Và đây cái này có này là được giảm 20% đấy. Đó, mình sẽ lấy cái bánh này và mình sẽ ăn thêm cái này nữa. Cái này nó giống cái bánh trôi nước, cũng rất là ngon các bạn ạ. Đó, mình sẽ ra thanh toán rồi mình sẽ ra ngoài kia mình sẽ ăn luôn. Quán ở đây thì bây giờ thì rất là vắng các bạn. Ở kia chỉ có một cụ già đâu, bên kia chỗ này đây không có ai luôn, rất là vắng luôn. Không vắng thì mình nói to nói thoải mái được, đằng sau mình là cái view rất là đẹp ở đây. Hẳn mấy rừng cây đó, mình sẽ lên cái bàn trước này xem. Ta sẽ cái bàn trước đây. Đấy. Nhìn nó đẹp hơn. Hôm nay mình đi chợ là mình đi quay được thêm mấy cái video ngắn ngắn nữa. Nhiều cảnh ấy. Mình sẽ để đây. Đây là đây cái túi mình mua đây, cái bánh mochi các bạn ạ. Cái bánh mochi ở đây. Đây cái bánh này bạn. Bánh mochi đây bạn. Đây. Cái bánh mochi mình sẽ ăn luôn, xong mình ăn thêm mấy cái này nữa. Xem ăn nó như thế nào. Ở Nhật thì nó có người ta làm rất nhiều loại bánh hay bánh lạ lạ cơ. Cái bánh này là có em mát, nói chung là người ta làm rất là cẩn thận cơ. Cái này là cầm tay hàng ăn luôn. Cái này bạn, đây một cái này là 4 cái bạn. Mà ngay nãy vừa nãy mình quay là hơn 200 yên là khoảng 40-50 ngàn tiền Việt. 4 cái này. Đây là một cái đấy. Cái này là chắc là vừa miếng luôn ăn đấy. To quá bạn, miếng to, tí nữa nghẹn, ăn miếng nhỏ lắm. Miếng thứ hai, cái này là mình cắn ra xem nó có nhân trong không. Nó không có nhân mà, nó giống cái bánh nhân mochi thì sobe, nó giống cái bánh gì nhỉ? Cái bánh dày của mình nhé. Cái này nó cuốn bên ngoài là bằng cái rong biển luôn. Cái này người ta bên ngoài người ta cho đường này. Nói chung vị rất là lạ, không quen ăn lắm. Mình sẽ thử sang cái món khác, cái món này. Đây thì khá là ngon, trước mình ăn rồi. Nó giống là mình sẽ thử sang cái này cơ. Cái này là bánh xanh. Và thêm cái này nữa. Cái này được giảm 20%, cái này là 80 yên. Cái này 9 khoảng gần 2, mười mấy gần 20 ngàn tiền Việt cái miếng này. Đấy. Mình ăn thử luôn. Và người ta làm rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn, cái bánh bên trong này là có đó, cái bánh này nhân bên trong là người ta làm trắng bên ngoài là làm kiểu hồng hồng ấy. Mình ăn thử em. Cái này ngon bạn ạ. Ngon hơn cái này, ngon hơn bánh mochi này, mình thấy ngon. Bánh mochi này nó nổi tiếng. Đấy, nhưng mà mình ăn nó không hợp khẩu vị hơn cái bánh này. Bánh này, cái tên bánh là gì? Không có tên. Vừa nãy nó ghi ở bên cái chữ to con ngoài mình không để ý.
rồi. Mình ăn xong mình ăn cái bánh xanh nữa. Cái bánh xanh này làm này vị ngon không? Đấy, cái này hạn chỉ một ngày thôi. Hôm nay ngày mai thôi. Mình thì ăn tiếp cái bánh này bạn. Cái bánh này tên là Manzo nên là Chubumin, Chubumin An. Một cái chữ nó ngoằng 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 này, khó đọc. Lâu lắm chả đọc cái chữ rồi. Để chưa học đến đấy. Đang phải học mà đến lâu mình không động đến sách vở nữa. Mà cũng quên đi nhiều lắm. À, cái bánh này chắc là ngon đấy. Ngon mà. Đây là ngày nghỉ đó là đi thưởng thức. Một chút nãy mình ra ngoài công viên đấy. À, đây là đây, bánh này ngon. Rất là ngon, nó giống mình đoán là nó giống cái bánh cái ngải của mình. Mình ăn nhá. Ghê có nhân không? Ngon. Không có giá nhỉ? Không có giá. Các bạn nào đang nhận bạn mua bánh này ăn ngon này. Ừ. Cái này ngon nhất trong mấy cái này. Lúc mình thử cái này cái bánh này là cái gần giống với bánh này luôn. Rồi. Cái này nó đắt hơn rất nhiều, đắt gấp đôi gấp ba luôn. Cái này thì rẻ hơn. Rất là ngọt và bên trong là đường, bên ngoài là mình làm cái bột xanh ấy. Hai cái bánh kia đã no rồi các bạn. Nói chung là nãy mình tưởng mua ít mình mua nhiều cơ. Nãy mình tưởng mua ít là mình mua. Nói chung là bây giờ ăn no luôn. Để còn hai cái này. Hai cái này. Cái này rất là ngon này. Ở đây người ta bán rẻ, cái này là 8-90 yên. Ở trong Comi người ta bán rất đắt, đắt hơn 20 yên. Thế là đây là cái siêu thị bạn ạ. Thì người ta bán tầm 8 yên khoảng tầm 15-16 ngàn. Nhưng kia người ta bán hơn 2 ngàn. Nó giống hệt như vậy cơ. À mà trong kia thì được 3 cái thôi. Mà đây được 4 xiên thôi. Cái này nó giống cái bánh chua nước của mình ấy. Ăn rất ngon này. Bánh này là gần như là cũng đặc sản của người Nhật luôn. Từ trước mình ăn mình gặp ông người Nhật ấy. Ông lái xe ông bảo là nói chung là Tết là người ta ăn rất nhiều cái này luôn. Tết gần như là nói chung là kiểu như Tết là phải có đấy. Nó như là một cái bánh đặc sản, như là kiểu như là mình là Tết là phải có thịt gà hay bánh trưng đó. Đấy là những cơ bản đấy. Mình sẽ ăn hết này. Thì cảm ơn bạn xem thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video tới. Chào tất cả bạn.